Hello, chào mừng ba mẹ quay trở lại với Miss Thảo Nguyễn và Iflita. Trong cái video hôm trước thì Thảo đã nói về cái rào cản ngăn ba mẹ không dám bắt đầu để đồng hành cùng với bé ở nhà. Và ba mẹ cũng hiểu được rằng là bé thì học ngôn ngữ bằng cái cách gọi là ngôn ngữ nguyên mảng. Vậy như thế nào được gọi là ngôn ngữ nguyên mảng? Và đối với một cái cách tiếp cận theo ngôn ngữ nguyên mảng của bé thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trong cái video ngày hôm nay, cô Thảo sẽ hướng dẫn cho chúng ta biết cách để giúp cho con mình có thể tiếp cận ngôn ngữ nguyên mảng. Và trong cái quá trình ba mẹ học để bắt đầu thì ba mẹ cũng sẽ học theo ngôn ngữ nguyên mảng của bé. Vậy thì cô Thảo sẽ lấy ra một cái ví dụ, một cái bài đầu tiên. Và cái bài này nó rất là dễ, tại vì là hầu như các bé và kể cả ba mẹ thì chắc là ai cũng nắm được sơ sơ về cái bài này rồi. Đó là chủ đề về alphabets. Thì alphabets là một cái chủ đề mà rất là đơn giản, có nghĩa là hầu như là ai cũng biết là A, B, C gì gì đó, đúng không? Nhưng mà cái cách tiếp cận cũ và cái cách tiếp cận mới thì nó khác nhau như thế nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có thể nhìn vào đây ha. Ở đây là có một cái bảng chữ cái này. Nếu mà bình thường chúng ta học theo cách cũ thì học như thế nào? Chúng ta sẽ chỉ có hỏi con là đọc các cái chữ cái, chúng ta có A, B, C, right? D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N và go on, và cứ như thế. Đó là cái cách tiếp cận theo phương pháp thường thường chúng ta sẽ làm theo như vậy. Chúng ta đức giả học bảng chữ cái thì chúng ta học thuộc cái bảng chữ cái. Rồi cùng lắm nữa thì chúng ta học được cái câu là baby, what letter is this? It's letter A, right? Hoặc là mình hỏi là baby, what letter is it? Con trả lời là A. What letter is it? C. What letter is it? K. Dừng lại ở đó. Vậy thì tiếp theo sau nữa chúng ta sẽ phải làm gì? Vậy đối với cái cách tiếp cận mới này chúng ta sẽ học như sau. Đầu tiên là chúng ta phải học để chúng ta biết được cách phát âm chuẩn các bảng chữ cái nội dung mà chúng ta đang chuẩn bị đề cập, chuẩn bị tương tác với bé. Ví dụ như ở đây cô Thảo có bảng chữ cái ha, thì chúng ta sẽ học bảng chữ cái qua này. Cô Thảo sẽ không có giới thiệu hết, cô Thảo chỉ hướng dẫn cho ba mẹ đọc một số cái bảng chữ cái, một số cái chữ cái để từ đó là chúng ta tương tác, chúng ta nắm được cái cách phát âm cho nó chuẩn, để chúng ta sang cái phần mẫu câu nguyên mảng thì chúng ta học nó dễ thôi. Ok, ví dụ như là ở đây có chữ A, letter A, right? Bình thường á, khi mà chúng ta nghe chúng ta cứ đọc là A, giống như ở A trong tiếng Việt á, nhưng mà thật ra không phải như vậy, trong tiếng Anh nó phải là A. Ba mẹ có nhìn thấy ở đây không? Đây là một nguyên âm đôi, đúng không? Chúng ta có là E và I đi liền nhau này, chúng ta phải phát âm ra này. Hạ, E, E, đặt cái lưỡi sau răng. E, 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 E. Rồi âm I, 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 đúng không? Bây giờ chúng ta có là E, E. Đó là âm E sang âm I, chứ không phải là âm A nhá. E, E. Now repeat after me. E, right, good job again. A, excellent. The next one. Tất cả những chữ mà có chữ I, khi mà chúng ta tra cái phiên âm có hai cái âm I dài, cái âm I mà có hai cái chữ cái ở sau á, thì chúng ta đều đọc nó là I, gọi là long I á, nào là cười một cái. I, I nào. B, B, right, good job. C. Okay, C, right, go on. D. Now, D, D, okay, again, D, right, good job. The next one, E, 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 âm này được gọi là âm hoa hậu thân thiện mà, cứ cười một cái là nó ra cái âm này, E, right. Người nước ngoài mà khi họ chụp hình á, họ nói là say cheese, bởi vì khi mà mình chỉ cần nói cái chữ cheese là nghe cái hàm răng ra rồi đó. Okay, rồi, chữ tiếp theo chúng ta có là what letter is this? It's letter F. F. Now repeat after me. F. Ở đây có chữ F thì chúng ta đó là âm răng trên môi dưới chạm nhẹ nhẹ này. F. 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 Okay, good job. The next one. What letter is it? Ở đây có một cái chữ nó hơi khó một xíu, nó hơi thách thức với người Việt một xíu nha. Ở đây là âm j j j. Đặt lưỡi sau răng à. Hai răng xích lại, đúng rồi. Lê môi ra j j. Yeah. Chúng ta cảm giác như là cái vòm miệng và cái lưỡi nó sát với nhau, cho nên khi mà chúng ta đẩy cái hơi ra là nó làm rung cái lưỡi. G, 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 G. Okay, good job. The next one. H. Chúng ta nhìn ở đây là thấy chữ âm A đúng không? Và chữ ch ở cuối đúng không? Thì chúng ta có này H, H.
H. Repeat after me again. H. Okay, good job again. One more time. Okay. Đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta sẽ học cái phát âm cho nó chuẩn của những cái phần mà chúng ta sẽ học với con. Ví dụ như là hôm nay chúng ta học về chủ đề alphabet thì chúng ta phải bước đầu tiên chúng ta phải học thuộc bảng chữ cái và phát âm cho nó ok. Ok nhất trong khả năng của mẹ. Không cần nhất thiết là phải chờ cho đến khi như chuẩn Anh, chuẩn Mỹ đâu. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng để chúng ta luyện cái âm cho nó sai không quá nhiều. Ok, rồi ví dụ như chúng ta học về chủ đề color thì chúng ta sẽ phải học về những cái màu sắc. Chắc chắn là chúng ta phải đọc màu sắc cho đúng. Rồi chủ đề về animals chẳng hạn thì chúng ta cũng phải nắm được tên của các con vật. Ít nhất là tên của các con vật hoặc là các cái bộ phận cơ thể của con vật là chúng ta phải học trước. Hoặc là học về chủ đề ví dụ như là in your house thì chúng ta phải nắm được những cái tên đồ vật trong nhà mình. Thì đó là cái bước đầu tiên. Rồi cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ làm gì? Bước thứ hai là chúng ta sẽ học sang các cái mẫu câu. Ví dụ như bình thường á, cái bảng chữ cái này đi, chúng ta chỉ biết được mẫu câu là what letter is it? Và con cũng, nếu con không, chúng ta không có thói quen là hỏi đáp nguyên câu thì con sẽ chỉ nói là, mình hỏi là what letter is it? Con sẽ nói là A. Chứ bé không có thói quen để trả lời một cái câu đầy đủ là is letter A. Is letter A. Cho nên đối với bảng chữ cái này chúng ta làm như thế nào? Chúng ta hỏi với con ha. Baby, what letter is it? Is letter A. Nếu như con chỉ trả lời là A thì mình cũng nói là repeat after me. Is letter A. Right, go on. Bây giờ cô hỏi mẹ trả lời nha. Ba mẹ trả lời nha. What letter is it? Is letter L. Right, good job. The next one. What letter is it? Is letter R. Right, good job. The next one. What letter is it? Is letter U. Okay, good job. The last one. What letter is this? Is letter H. Now, what was H for? Repeat after me. What's H for? Bây giờ cô Thảo hỏi thì nó mẹ không biết trả lời như thế nào hết. Có thể là mẹ biết hoặc là có thể mẹ không biết. Thì cô Thảo làm luôn ha. What letter is it? Is letter H. What's H for? H is for hat. H is for hen. H is for honey. Okay, good job. The next one. Bây giờ mẹ, cô Thảo hỏi, mẹ trả lời ha. Cô Thảo không, chưa có giải thích gì hết nha. Cô Thảo hỏi, mẹ trả lời nào. What letter is it? It's letter... Ah, yes, it's letter A. What's A for? Okay, A is for apple. What else? Okay, A is for ant. Okay, good job. The next one. What letter is it? It's letter B. Excellent. What's B for? B is for baby. Good job. What else? B is for ball. Okay, good job. B is for big. Good job. Okay, the next one. What letter is it? It's letter M, right? What's M for? M is for mouse. M is for monkey. M is for man. Good job. Okay, now, how do you spell man? You don't know? Okay, is M-A-N. Okay, now, what letter is this? It's letter E, right? Go on, good job. What's E for? E is for egg, right? How do you spell egg? You don't know? Is E-G-G. Vậy là mẹ đã hiểu được cái câu how do you spell chưa? Bây giờ cô Thảo sẽ hỏi lại từ đầu ha. Chúng ta sẽ làm một bài hội thoại. Cô Thảo hỏi và mẹ trả lời nha. What letter is it? It's letter K. Right, good job. What's K for? K is for kite. Okay, good job. How do you spell kite? Is K-I-T-E. Vậy là khi con Thảo hỏi là how do you spell thì mình sẽ phải trả lời
là đánh vần từng cái chữ cái đó ra. Ok, vậy thì tương tự như thế, khi mà chúng ta ở nhà với con, chúng ta cũng hỏi con những câu như vậy. Thì chúng ta hỏi hết cái câu này sang câu khác, hỏi đến câu này sang câu khác. Bây giờ cô Thảo sẽ làm thêm một số cái mẫu câu nữa cho mẹ nha. What letter is it? It's letter S. What's S for? S is for sun. Good job. How do you spell sun? It's S-U-N. Okay, good job. Can you find me something in your house that starts with letter S? Can you find me something in your house that starts with letter S? S is for sun. Good job. How do you spell sun? S-O-N. Okay. Can you find me something else in your house that starts with letter S? We have set or seat. Okay, good job. Vậy thì cái câu mà can you find me something in your house, nghĩa là that starts with letter gì đó, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm một cái từ nào đó mà bắt đầu bằng cái chữ đó, bắt đầu bằng chữ cái đó. Nhưng mà cô Thảo hoàn toàn không có giải thích chút nào hết, đúng không? Cô Thảo ở đây chỉ là hỏi, và nếu mà mẹ không biết thì cô Thảo phải tự trả lời. Hỏi và không biết thì tự trả lời. Ok, vậy thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ học với con theo ngôn ngữ nguyên mảng. Nguyên mảng nghĩa là như thế nào? Là chúng ta cố gắng học thuộc các mẫu câu trước và sau đó chúng ta hỏi lại với con. Thì đó là cái bước học ngôn ngữ nguyên mảng ha. Thì ở cái bước này á, có nhiều câu là bé sẽ không hiểu. Và nếu mà bé không hiểu thì bé sẽ hỏi lại mẹ. Nhưng mà mẹ tuyệt đối không được dịch, mà mẹ sẽ demo cho con. Bước thứ 3, sang bước thứ 3 Thảo sẽ giới thiệu đó là cái bước, tức là Thảo sẽ ra bước thứ 2 là bước học ngôn ngữ nguyên mảng, và bước thứ 3 là bước 3P approach. Thảo sẽ giải thích cái phần này. Đó là ở đây có 3 chữ P trong phương pháp giảng dạy. Chữ P thứ nhất là present, chữ P thứ 2 là practice, và chữ P thứ 3 là produce. Có nghĩa là chúng ta present ra, muốn dạy cho ai cái gì đó thì chúng ta phải có trong đầu mình, và sau đó mình present ra, mình trình bày ra cho cái người học họ hiểu được. Chúng ta hoàn toàn không có dịch, bởi vì nếu mà chúng ta dịch là chúng ta đang cài đặt cho con một cái tâm thế học ngoại ngữ, một cái phương pháp học ngoại ngữ, đó là tất cả đều đưa về tiếng Việt, và phương pháp đó là phương pháp hoàn toàn sai. Phương pháp đó là làm chậm cái quá trình học ngôn ngữ của con. Thay vào đó là chúng ta present bằng cách là chúng ta tự hỏi này. Nếu mà bé không có biết trả lời là chúng ta tự trả lời luôn. Và khi mà chúng ta tự trả lời xong thì chúng ta yêu cầu con là gì? Như cô Thảo hay nói là gì? Repeat after me. Nhắc lại lời của mẹ nha. Repeat after me. Đó là cái phương bước thứ nhất là bước present. Và sau đó để cho con practice. Có nghĩa là mẹ hỏi con trả lời, mẹ hỏi con trả lời, giống như cách cô Thảo đang làm với mẹ. Và bước thứ ba nữa, khi mà chúng ta đã nhuần nhuyễn cả mẹ và con rồi thì chúng ta sẽ tự produce. Có nghĩa là tự chúng ta sẽ phát ra cái ngôn ngữ. Đó là bước thứ ba, bước 3P approach. Và bước thứ tư nữa, ở đây chúng ta sẽ làm một cái bước, đó là áp dụng toàn bộ những cái mà chúng ta đã học để chúng ta đưa nó vào cuộc sống. Bằng cách nào? Chúng ta sẽ dán tên tiếng Anh lên các đồ vật trong nhà. Ví dụ như là ở đây cô Thảo có cái dù, cô Thảo sẽ viết tiếng Anh, viết ra, lấy cái bút marker rồi dán lên đó chữ umbrella. Rồi, sau đó cô Thảo sẽ hỏi này: Baby, what's this? Is an umbrella. Nếu con biết trả lời thì con trả lời, còn không có biết trả lời thì mình vẫn nói luôn: Is an umbrella. Is an umbrella. Okay. How do you spell it? How do you spell umbrella? How do you spell umbrella? Is U-M-B-R-E-L-L-A. It's umbrella, right? Rồi ví dụ như trên cái bàn của nhà mình đi, mình có thể viết lên đó chữ, mình viết lên màu giấy và mình dán lên đó chữ table. Sau đó mình hỏi con này: Baby, what's this? It's a table. How do you spell it? It's T-A-B-L-E. Okay, can you find something? Can you find me something in our house that starts with letter T? Oh, T is for toy. T is for tank. Đó, tương tự như vậy. Và mình hỏi tiếp. Rồi, ví dụ như là chúng ta dán lên cái máy in chẳng hạn. Trong nhà mình mà có máy in, mình dán lên chữ printer, right? Sau đó mình hỏi con: Baby, what's this? Con biết trả lời thì trả lời, còn không trả lời thì mình trả lời luôn: Is a printer.
How do you spell the word printer? Or how do you spell it? It's P-R-I-N-T-E-R. Good job! Can you find me something in our house that starts with letter P? It's paper. It's pen. Và tương tự như thế là chúng ta có một bài cái hội thoại. Một cái bài hội thoại và chúng ta sẽ không có bị bí ý tưởng khi dạy con. Chúng ta đồng thời cũng học từ vựng được tất cả những cái đồ vật trong gia đình mình. Chúng ta đồng thời cũng sẽ có thể lặp đi lặp lại hàng ngày với con. Và con sẽ hiểu được rằng là bản chất của tiếng Anh nó là giao tiếp hàng ngày và chúng ta dùng trong cuộc sống. Với cái phương pháp này, với cái bốn cái bước này thì nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho trẻ. Thứ nhất là trẻ sẽ hiểu được, là trẻ sẽ tập được phản xạ. Ví dụ như nghe được câu A là trả lời sang câu B và trả lời một cách đầy đủ, chứ không phải là học ngữ pháp, học từ vựng xong rồi ráp lại, mà ở đây là học một cách nguyên mạng, là sau này sẽ phát ra một cách tự nhiên. Cái thứ hai nữa là cái phương pháp này chúng ta học, chúng ta không có cần phải dịch. Bởi vì thường thường chúng ta đi học ở trung tâm hoặc là ở trường, bây giờ vẫn có nhiều nơi là một cột tiếng Anh, một cột tiếng Việt, và học từ mới. Sau này đi ra cái gì cũng phải dịch sang tiếng Việt. Và dịch như vậy thì nó rất là lâu, nó cũng không có chính xác, dẫn tới chúng ta luôn luôn nói tiếng Anh bồi. Và cái thứ ba nữa là trẻ sẽ hiểu được ngôn ngữ là dùng trong thực tế, cho nên học một cách rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như mình dán đồ vật khắp nhà như vậy rồi mình đi hỏi con như vậy á, hỏi như một trò chơi, trẻ không nghĩ rằng là trẻ đang học, nhưng mà thực sự trẻ đang học được rất là nhiều. Đó là những cái lợi ích. Rồi, tuy nhiên trong cái quá trình tương tác của mẹ với bé, chắc chắn là chúng ta sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề đó. Có khi là con chưa hợp tác này, có khi là mẹ nói xong rồi mẹ không biết là mẹ nói đúng hay là nói sai này. Thì tất cả những cái vấn đề đó chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Đương nhiên không ai đi được một mình hết, tức là không ai đi xa một mình được hết. Người ta hay nói là muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, tức là cùng nhau đó là phải có cùng người thầy, người bạn hay là cùng một cộng đồng. Thì Thảo rất mong rằng ba mẹ sẽ có thể sắp xếp thời gian và nhất định sẽ phải tham gia vào cái khóa học Zoom cuối tuần này. Bởi vì tại đó là Thảo sẽ hướng dẫn cho ba mẹ thật là kỹ càng về cái phương pháp này, cũng như là giải đáp những cái thắc mắc và những cái vướng mắc của ba mẹ trong cái quá trình mà ba mẹ đang thực hành tương tác cùng hỏi cái đấy ở nhà. Ba mẹ sẵn sàng tham gia thì hãy nói là tôi sẵn sàng. Nào, 1, 2, 3, tôi sẵn sàng. Rồi, cảm ơn ba mẹ rất là nhiều và hẹn gặp ba mẹ tại cái buổi Zoom vào cuối tuần này. Trong cái video tiếp theo thì Thảo cũng sẽ chia sẻ cho ba mẹ thêm một chút nữa về cách làm như thế nào để bé nhà mình có thể phát âm không bị sai theo cái phát âm của mẹ, có thể phát âm đúng như người bản xứ và có thể sử dụng những cái trò chơi để có thể tăng cái tính tương tác cũng như là tăng hứng thú cho con. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ ở video tiếp theo. Bye bye!